Cô chào các em, rất vui được gặp các em trong video này. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em 19 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Câu số 1, What is your name? Tên của bạn là gì? My name is Emma. My name is Emma. Tên của mình là Emma. Câu số 2, How old are you? How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? I am 7 years old. I am 7 years old. Mình 7 tuổi. Câu số 3. What is your favorite color? Màu sắc bạn yêu thích nhất là gì? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Màu sắc mình yêu thích nhất là màu xanh dương. Câu số 4. What do you like to do after school? Sau giờ học, bạn thích làm gì? I like to play with my friends. I like to play with my friends. Mình thích chơi với bạn bè của mình. Câu số 5. Can you count to 10? Bạn có thể đếm đến 10 không? Yes, I can count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, I can count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Câu số 5. What is in your school bag? Có những cái gì ở trong cặp của bạn? In my school bag, I have pencils, a notebook, and my lunch. In my school bag, I have pencils, a notebook, and my lunch. Trong cặp của mình có những cây bút chì, một quyển vở và bữa ăn trưa của mình. Câu số 7. Do you have any pets? Bạn có vật con thú cưng nào không? Yes, I have a cute kitten named Whisker. Yes, I have a cute kitten named Whiskers. Vâng, tôi có một chú mèo con dễ thương tên là Whiskers. Câu số 8. What is your favorite subject in school? Môn học bạn thích nhất ở trường là môn gì? My favorite subject is art. I love drawing and coloring. My favorite subject is art. I love drawing and coloring. Môn học yêu thích nhất của mình là mỹ thuật. Mình thích vẽ và tô màu. Câu số 9. What did you eat for breakfast today? Sáng hôm nay, bạn đã ăn gì? For breakfast, I had toast and a banana. For breakfast, I had toast and a banana. Trong bữa sáng, mình đã ăn một ổ bánh mì nướng và một quả chuối. Câu số 10. How do you get to school? Bạn đi học bằng phương tiện gì? I go to school by riding the school bus. I go to school by riding the school bus. Mình đi học bằng xe buýt của trường. Câu 11. Can you write your name in English? Bạn có thể viết tên của bạn bằng tiếng Anh không? Yes, I can write my name in English. E-M-M-A, Emma. Yes, I can write my name in English. M-E-M-M-A. Number 12. Câu hỏi số 12. What is your favorite game to play? My favorite game to play is hide and seek. Trò chơi bạn thích chơi nhất là gì? My favorite game to play is hide and seek. Trò chơi mình thích chơi nhất là trốn tìm. Câu số 13. Can you say hello in another language? Bạn có thể nói từ xin chào bằng ngôn ngữ khác không? Yes, I can say hello in Chinese. Ni hao. Yes, I can say hello in Chinese. Ni hao. Vâng, mình có thể nói xin chào bằng tiếng Trung Quốc. Ni hao. Câu 14. What is your favorite season? Mùa bạn thích nhất là mùa gì? My favorite season is summer. I love going to the beach. My favorite season is summer. I love going to the beach. Mùa mình thích nhất là mùa hè. Mình thích đi ra bãi biển.
Câu 15. How many siblings do you have? Siblings là anh chị em ruột. Câu này nghĩa là bạn có mấy anh chị em ruột? I have two siblings, a brother and a sister. I have two siblings, a brother and a sister. Mình có hai anh chị em ruột, một anh trai và một chị gái. Câu 16. Can you draw a picture of your family? Em có thể vẽ một bức tranh gia đình em không? Yes, I can draw a picture of my family with my crayons. Yes, I can draw a picture of my family with my crayons. Dạ vâng, em có thể vẽ một bức tranh gia đình bằng bút sáp màu. Câu 17. What do you want to be when you grow up? Lớn lên, em muốn làm nghề gì? When I grow up, I want to be a firefighter. When I grow up, I want to be a firefighter. Khi em lớn lên, em muốn trở thành một người lính cứu hỏa. Câu 18. What is your favorite book? Quyển sách em thích nhất là gì? My favorite book is The Cat in the Hat by Dr. Seuss. My favorite book is The Cat in the Hat by Dr. Seuss. Quyển sách em thích nhất là Chú mèo ở trong mũ của tiến sĩ Seuss. Câu số 19. Can you tell a short story? Em có thể kể một câu chuyện ngắn không? Yes, I can tell a short story about Aladdin and the Magic Lamp. Yes, I can tell a short story about Aladdin and the Magic Lamp. Vâng, em có thể kể một câu chuyện ngắn về Aladdin và cây đèn thần. Như vậy là chúng ta đã luyện xong 19 cặp mẫu câu giao tiếp. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học kế tiếp nhé.